Hello mọi người nha, hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách thức làm bộ nail này ha, và mình sẽ chia sẻ cái cách khắc phục làm sao để mình làm nail nó không có bị lip, bị ấy nha. Thì đầu tiên á, mình sẽ dùng cái đầu này ha, mình sẽ đẩy cái giá lên. Đây là cái đầu trong cái link Amazon nha mọi người, thì nó có rất là nhiều đầu khác nhau. Đó, mình sẽ dùng cái đầu này á, mình sẽ đẩy giá cao lên ha. Đầu tiên á, là mình phải đẩy cho cái Kiriko này nó tròn nha các bạn. Và đặc biệt là mình dùng nó mình đẩy ha, mình vừa chạy ngang mà mình vừa đẩy lên để cho cả Kiriko nó nhô lên để mình cắt không chảy máu. Và cái thứ hai là mình sẽ đi cho những cái giá chết nó còn bám xung quanh cái mép móng á, mà cái đầu giấy mình không có đi vào được ha. Đó, mình sẽ đi hết những cái giá chết trong đó trước nha các bạn. Thì mình sẽ đi cho sạch hết những giá chết, và trước khi mình đắp bột là mình phải dùa cho một cái shape nó thon vào nha, nhớ nha. Trước khi đắp bột đó, mình dùa một cái shape thon vào thì mình đắp lên thì tay nó sẽ không có bị bè ra nha. Và đặc biệt đó, là cái khâu chuẩn bị này mọi người mà chuẩn bị tốt đó, thì lát nữa tới cái khâu đắp bột đó, nó sẽ mượt hơn nha. Đó, nhớ nhúa cho nó thiệt thẳng thốn và ôm vào, đừng để cho nó bè nha mọi người, nhớ nhá. Luôn luôn trước khi đắp bột là phải dũa cho cái shape nó thon vào trước, và đặc biệt là phải dùng cái máy đầu dũa chuyên dùng để mình đẩy giá lên cho nó vừa cao Kiriko, nó vừa pullback Kiriko này, mà mình vừa sạch những cái giá chết còn bám xung quanh mặt móng các bạn đó. Và mình sẽ tiến hành dùng cây kềm cắt giá ha. Thì nếu mà mình đẩy giá cao lên như vậy á, thì mình sẽ dễ dàng cắt giá mà không có sợ bị cắt chảy máu nha các bạn, nhớ nhé. Và khi mà cái mặt móng nó sạch như vậy á, thì các bạn đắp thì nó sẽ không có bị tình trạng là bị lip, bị hở, và mình sẽ đắp được một cục bột thiệt là sát vào chân nha. Đó, thì nên đây là một cái bước chuẩn bị cực kỳ quan trọng á, các bạn đừng có quên cái khâu này nha. Đó, tại vì mình có một số các bạn hay thắc mắc là lý do tại sao đắp nail nó hay bị lip đó. Thì các bạn nhớ ha, làm cho một cái mặt mỏng nó sần lên như vậy nè, và sạch da chết đó, cắt giòn Kiriko sạch sẽ. Cái bước chuẩn bị mà mình chuẩn bị tốt như vậy á thì mình làm ra bộ nail nó sẽ chất lượng, nó không có bị lip, không bị gì hết nha. Rồi thì mình sẽ chia sẻ luôn là mình xài primer của CND nha các bạn ha. Đó, thì mình chỉ sức primer một lần duy nhất 10 ngón là mình tiến hành đắp thôi ha. Đó, đa số những sản phẩm mình xài thì xài của CND ha, chất lượng tốt nhất. Thì mình muốn có một bộ móng đi được lâu thì mình phải xài những cái sản phẩm tốt nha các bạn. Rồi thì mình sẽ tiến hành đắp bột nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đắp 3 ngón so lệch và 2 ngón kim tuyến. Thì tùy vào mỗi loại kim tuyến nha các bạn, có số là một số loại kim tuyến thì các bạn phải đắp bằng clear over, cũng có một số loại kim tuyến mình không nhất thiết là phải đắp clear ha. Nên cái kim tuyến hôm nay thì mình sẽ không có đắp clear, mình sẽ đắp trực tiếp luôn và không có cáp lại bằng clear nha các bạn. Đó, thì tùy nhé. Rồi thì cái ngón út này là nhỏ thì mình sẽ không có lấy một bột lớn đâu nha các bạn, và mình sẽ đặt dọc vậy ha. Tại vì đặt dọc hay đặt ngang gì đều được các bạn ha, nhưng đều mình sẽ có một số cục ngón tay nhỏ như thế này thì mình sẽ đặt dọc cho nó gọn cục bột ha. Rồi mình sẽ dùng cái đầu đầu cò ha, nhớ ha, mình dùng đầu cò mình đẩy cho nó tròn Kiriko, nhớ nha, đẩy và nhấn ha, nhớ đẩy hai bên cái mép nhá. Đó, mình sẽ dùng cái đầu cò mình nhấn nó vào cho nó bám thiệt là sát vào cái hai bên cái mép ha. Đó, thì nói chung á, các bạn khi các bạn đắp bố đó, các bạn phải nhấn, phải ấn nhiều như vậy á, thì hai bên hông nó mới đủ bột và nó bám sát vào cái mặt móng, thì cái tình trạng nail bị lip nó sẽ không có xảy ra nha các bạn ha. Đó. Để đắp được một bộ nail mà không có lip á, nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố nha các bạn ha. Có, mình cũng hay chia sẻ cho các bạn là có bốn yếu tố để giúp cho một bộ móng đẹp, chắc và không có bị lip nhé. Nhớ ha, luôn luôn để ý hai bên cái mép này, nó rất là dễ bị thiếu bột và rất là dễ bị hở, nên mình phải tập trung để ý hai bên cái mép rất là nhiều nha các bạn. Đó,
thì mình sẽ tiến hành đắp sau lần trước ha, còn hai ngón kim tuyến mình sẽ đắp sau để mình không muốn cái kim tuyến nó nhiều khi nó bị dơ cái hũ bột cho các bạn nhớ ha. Mình sẽ để vào ha. Các bạn nhớ chuỗi tay khách xuống 45 độ ha. Đó, chuỗi tay khách xuống nhẹ, xong mình sẽ đẩy ha, đẩy dùng đầu cỏ đẩy nhẹ cho nó tròn Kiriko trước này. Đó, các bạn phải đẩy cho Kiriko nó đủ bột, nó tròn trịa như vậy trước, xong các bạn sẽ dùng cái đầu cỏ ha. Đó. Từ từ chỉnh thôi ha, không có gì gấp hết. Đó, dùng cái đầu cỏ ấn nó vào cho hai bên cái mép nó đủ bột nha các bạn. Ấn vào ha, đó, hai bên này, đó. Và khu vực Kiriko nữa, ép cho nó mọc xuống. Tại vì những cái mỏng ngắn như thế này mình không cần phải đắp quá dài đâu nha các bạn ha. Thì nói chung là các bạn luôn luôn nhớ là chuỗi tay khách nhẹ xuống nha các bạn. Và vuốt ha, vuốt, vuốt kỹ hai bên nhiều vào một xíu. Nhớ nhấn vuốt cho khu vực hai bên mép nó đủ bột nha các bạn. Thì các bạn có thể thấy ha, khi mà mình dọn dẹp Kiriko sạch sẽ tròn trịa thì các bạn để cục bột lên á, là cục bột nó sẽ tròn trịa rất là sạch đúng không? Đó, và nó sẽ ôm sát vào cái góc móng cái chân khỏe. Đó, thì cái tay này sẽ nhìn rất là sát, nó không có bị hở ra nhé. Đó. Thì cái ngón cái này cũng mình cũng sẽ đắp tương tự như vậy ha. Mình sẽ lấy một cục bột lớn hơn. Thì nói chung là nhớ nha các bạn, chuỗi tay khách nhà xuống nha. Đó, để vào. Đó, và mình đẩy ha. Đẩy bên phải, đẩy bên trái, đẩy lên cho cái bột nó tròn Kiriko trước nha. Đó, tại vì ngón cái này bự, mình đặt cục bột lên thì nó không có ốm đều được đâu. Mình phải dùng cái cỏ, mình đẩy hai bên lên ha. Mình đẩy lên cho nó tròn. Đó, thấy tròn trịa chưa? Đó, vuốt nhẹ hai bên mép. Nhớ nha, luôn luôn để ý hai bên cái mép nha, hai bên cái mép nó phải đủ bột, không có bị thiếu bột nha. Thì cái tay này nó sẽ không có bị tình trạng bị líp bị hở ha. Đó, rất là nhẹ nhàng thôi, vuốt hai bên vào. Thì hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ cái cách dũa luôn cho hai bên nó ốm, nó không có bị dày bị thô ra. Thì nói chung đắp bột này nó không khó các bạn, các bạn chỉ cần làm đúng cách thôi ha, là sẽ được nhé. Thì như mình chia sẻ luôn á, để một cái nail nó không có bị líp và nó lát thì cái việc đầu tiên các bạn là phải chạy nhám cho thiệt là kỹ. Các bạn có thấy mặt móng không? Mặt móng phải sạch và nhám như vậy ha. Cái bước thứ hai các bạn phải đắp làm sao cho hai bên mép nó đầy đủ bột, và các bạn phải buộc đều để cho bột nó bám vào hai bên cái mép móng nhiều. À, nó bám sát vào hai bên cái mép móng. Và cái thứ ba là các bạn phải xài bằng sản phẩm chất lượng tốt ha, chẳng hạn như liquid là mình xài của CND ha. Bột thì mình cũng xài bột tốt nha. Đó, cái thứ ba là xài sản phẩm tốt và liquid tốt, mình không có phá nha các bạn ha. Thì cái tay nó sẽ đạt được cái chất lượng tốt. Và cái quan trọng cuối cùng á, là lúc mà mình chạy máy á, là mình phải chạy máy, mình phải chạy cho kỹ, mình tách được cái bột ra khỏi cái da nha. Đó là có bốn bước đó, các bạn chỉ cần làm đúng bốn bước đó chuẩn thì cái bộ móng các bạn làm ra nó sẽ bền và nó không có bị cái tình trạng bị líp nha. Đó, thì mình cũng chia sẻ nhiều rồi nhưng đều cũng có một số các bạn chưa vào channel ha, chưa biết channel thì mới vào thì cũng có thể biết lại cái cách thức làm sao để đắp một bộ nail nó không có bị líp ha. Cái tình trạng bị líp thì xảy ra rất là nhiều đúng không? Nếu mà mình biết cách khắc phục thì mình sẽ không có còn gặp cái lỗi đó nữa nha. Rồi, thì cái ngón này, kim tuyến này nó cũng dễ các bạn ha, mình sẽ để vào ha. Đẩy nhẹ cho nó tròn Kiriko trước nha. Đó, cách thức tương tự như những ngón khác nha các bạn ha. Đó, và mình sẽ tiến hành là chỉnh hai bên mép ha. Đó, thì cái cách thức đắp bột nó không có khó nha các bạn, các bạn chỉ cần để ý một xíu là các bạn sẽ đắp ra được ha.
Thì nói chung là trong làm nén cái đắp bột là cái khâu quan trọng nhất, đúng không? Cái khâu đắp bột là cái khâu khó học nhất và cái khâu quan trọng nhất. Thì các bạn cố gắng ha, xem video nhiều và áp dụng thực tế. Nói chung là mình phải thay đổi cái cách làm cũ nha các bạn ha. Thì bây giờ các bạn xem video của mình mà các bạn cứ đắp theo cái cách cũ các bạn đang đắp thì không thể nào mà thay đổi được nha. Nên phải chịu khó thay đổi nha các bạn ha. Thay đổi để mình có thể tiến bộ hơn đó. Các bạn có thể thấy không, đắp xong là nó rất là sát ha, sát kỹ đi cô, tròn trịa sạch sẽ như vậy ha. Đó, không có hề khó đâu nha các bạn. Rồi thì mình sẽ tiến hành dùa xếp nha các bạn, và mình cũng chia sẻ cái cách thức làm sao để đi cho cái tay nó thon gọn luôn ha. Trước tiên mình sẽ kéo thẳng xuống nha, kéo hai bên cho nó thẳng xuống. Thì nói chung là làm shape square này thì nó cũng không có khó các bạn, nhưng đều khi các bạn đũa shape nhớ đưa cái ngón tay thẳng ra nhé. Đó, các bạn phải làm mọi cách để đưa cái tay được khách thẳng ra, đưa cái ngón tay khách thẳng ra nhé, thì các bạn sẽ đũa được cái shape square nó thẳng tốt, nó không có bị méo nhé. Nhớ dũa hai bên cho nó thiệt là thẳng thốn. Thì khi mà mình dũa hai bên ôm vào như vậy này các bạn, thì hai bên cái mép móng nó sẽ rất là dày, đúng không? Đó, khi mà mình ôm hai bên này vào á, thì hai bên mép á, nó sẽ có một cái khớp ha, nó sẽ dày hai bên hông rất là nhiều. Đó, thì thường thường là như vậy ha. Khi các bạn cho dù các bạn có đắp có kỹ đi mấy chăng nữa, giống mình này, mình đắp rất là kỹ, nhưng đều lúc mà mình dũa xếp này vào này thì hai bên hông móng á, nó sẽ có một cái độ dày ha. Khi mình dũa ôm vào thì tự động hai bên móng nó sẽ dày lên. Thì lát nữa mình xuống sẽ có cái cách đi máy ha, làm sao cho hai bên nó gọn lại các bạn ha. Đó. Đó, thì khi các bạn dũa xếp thì luôn luôn đưa cái bàn tay khách thẳng ra như vậy này để mình dễ cân, sao cho cái xếp nó thẳng đều nhau ha, năm ngón đều thẳng đều nhau nha các bạn nhớ nhé. Đó, dũa hai bên vào và dũa đầu móng nữa ha. Thì các bạn cứ thử làm cái cách tương tự như mình làm đi ha. Đó, kéo hai bên vào và dũa đầu móng cho thiệt là thẳng, và nhớ ha, luôn luôn đưa tay khách thẳng vào nha, thẳng ra. Thì các bạn muốn dễ dàng thì cứ mua cái đồ kê tay giống như mình đang xài ha. Cái đồ kê tay này xài cũng ok các bạn ha. Đó, cái đồ kê tay này mình chỉ cần kê cái tay khách lên thôi. Còn các bạn mà sợ bị bệnh nữa thì các bạn mua thêm cái đất collector ha, cái máy hút bụi ở dưới. Thì cái máy hút bụi ở dưới nó sẽ hút được bụi vào, thì cái bàn mình nó sẽ không có bị dơ và bụi nó sẽ không có bay lung tung, thì mình sẽ không có hít nó vào quá nhiều nhé. Thì mình sẽ thò được lâu hơn một xíu. Đó. Thì dũa xếp là như vậy nha các bạn ha. Xong sau đó mình sẽ tiến hành là dũa ha. Các bạn có thấy không, sau khi mà mình dũa vào thì hai bên này nó dày lên không, thấy không, hai bên rất là dày nhé. Đó, thì các bạn mà không có dũa hai bên vào thì lát nữa cái tay nhìn nó sẽ rất là kỳ, đúng không? Đó, thì cái lỗi này rất là nhiều bạn hay gặp này, là mình phải dũa nha các bạn ha. Thì đấy là cái đầu dũa Kiriko, dũa khỏe của mình ha. Mình chỉ dùng nó để đi Kiriko thôi ha. Và nhớ vặn máy nhỏ nha. Vặn máy tốc độ số 5 nha. Đó, vặn máy tốc độ số 5. Đó. Thì bạn nào mà chưa đang tìm kiếm một cái máy dũa mình và tốt bên thì nên có thể mua cái máy dũa mình đang xài này ha. Xài rất là tốt nha. Mình sẽ vặn tốc độ số 5 chậm thôi nha các bạn. Và các bạn nhớ để ý cách đi của mình này. Mình sẽ bắt đầu từ hai bên cái mép đi lên nha. Khi nào cũng vậy nha, mình sẽ bắt đầu từ hai bên cái mép này này, mình đi lên. Mình bó cua nha các bạn, nhớ nha, nhớ bó cua nha, chứ đừng có đi thẳng lên là cắt tay khách đó nha. Mặc dù là cái đầu này nó safety nhưng đều mình cũng hạn chế nhé. Đó. Mình sẽ bó cua lên từ từ. Đó, mình sẽ lai cái đầu dũa theo cái vòng tròn của Kiriko ha, mình tách hết da hai bên này ra. Các bạn phải tách được da hai bên Kiriko này ra ha, tách hai bên và tách cái vòng tròn Kiriko sạch thì cái tay nó sẽ không có bị líp nha các bạn, nhớ nha, phải tách ra được hết nha. Nhớ nha. Đó, thấy sạch không? Sạch từng luôn đúng không?
Đó, thì nói chung các bạn cố gắng là phải tách được cái bột bám vào da như thế này ha, tách cho thiệt là kỹ, thiệt là sạch á, thì cái tay khách đi nó sẽ không có bị líp nha, rất là đơn giản đúng không? Đó. Các cái đầu dũa này nó rất là ok nha các bạn thấy không? Rất là cực kỳ sạch ha. Đó, mình để vào một cái thôi. Đó, để vào lai nhẹ theo cái vòng tròn Kiriko là nó sẽ tách được da ra nha. Đó các bạn thấy không? Mình đắp bột rất là sát nha. Ừ. Mình dùng đầu này mình bo ha, bo theo vòng tròn của Kiriko đó. Ừ. Đó, thấy không? Là nó sẽ sạch tưng à. Đó, thì nói chung là xài đồ nhớ ha, các bạn xài đúng đồ và biết cách xài đồ thì cái tay nó sẽ ok nha các bạn. Đó, mình chỉ cần lai theo cái vòng tròn Kiriko thôi là tự động á bột nó sẽ tách ra nhé. Đó, đây là cái đầu mình chuyên dùng để đi Kiriko nha các bạn ha. Thấy tách ra không? Tách rất là sạch nha. Đó, sạch tưng luôn. Rồi thì sau khi nó sạch số xong xuôi mình sẽ thay cái đầu medium nha các bạn. Đầu này trên cái link mình cũng có để đó ha, nó có rất là nhiều màu. Thì màu đen này hết rồi nha các bạn. Mình sẽ bây giờ nó chỉ còn màu gấu và màu silver ha. Các bạn mua màu nào cũng được. Và để tốc độ 15 nha các bạn ha. Cái máy cũng hết pin rồi các bạn. Thì chạy Kiriko là mình để tốc độ số 5. Còn mà mình chạy mặt móng, chạy mình á, là mình sẽ để tốc độ số 15 nhé, nhớ nhé. Đó, thì nói chung là tùy vào cái step các bạn chạy á, thì các bạn điều chỉnh cái tốc độ máy cho nó phù hợp nhé. Nhớ nhé, chạy Kiriko thì để tốc độ số 5, còn chạy mặt móng thì mình để tốc độ số 15 ha. Đó, 15 nhé. Thì mình chỉ biết đi ha, đi cho cái mặt móng nó láng và cố gắng đi hai bên cho nó ôm cái móng vào thì cái tay ra nó sẽ gọn ha. Đó, đây là cái đầu medium trên cái link Amazon nha các bạn ha. Nhớ nhé, đi hai bên, đi mặt móng láng và nhớ phải đi hai bên hông nha các bạn ha. Đó, đi hai bên hông và link đầu móng luôn á, link đầu móng cho đầu móng nó móng. Đó, đi hai bên hông là cách đi như vậy ha. Đây là mình cách định đi hông bên trái, mình kéo xuống vậy à, và hông bên phải thì mình kéo ngược lại ha. Đó, từ trong này kéo ra thì đây là cái cách mà mình đi cho hai bên hông nó ốm vào nha các bạn. Đó, các bạn phải đi cho hai bên hông nó mỏng xuống và mình clean đầu móng thì cái tay nhìn nó sẽ rất là thon gọn nha. Ừ. Nói chung là các bạn phải cố gắng ha, đi đúng cách thức thì cái tay nó sẽ nhìn nó rất là mỏng và thon gọn ha. Mà mình không có đi kỳ ở phần ở giữa nhiều nha các bạn, ở giữa mình phải để cho nó dày nhé, chứ không dày đủ là nó sẽ gãy đó, ha. Kiriko có một độ mỏng lại đi ra hai bên hông ôm vào nhé, nhớ nhé. Thì nói chung là đi mặt mỏng này nó cũng rất là quan trọng nhé các bạn ha. Nhớ. Đây là cách mình đi hai hai bên hông ha, và hông bên phải này. Đó. Thì mình chỉ cần đi đúng cách thức như thế này á, là hai bên hông á, nó sẽ ôm vào ha. Đó, hai bên hông ôm vào và lín đầu móng luôn ha, nhớ lín đầu móng cho cái đầu móng nó mỏng ha. Hai bên hông này phải đi kỹ ha. Đó, thì các bạn mà đi hai bên hông mỏng, Kiriko mỏng và đầu móng mỏng á, tự động các bạn lín vào cái tay á, nó sẽ khác nhé, nó sẽ rất là thon gọn ha. Thấy không, hai bên hông này dày không? Đó, có cách xử lý hết nhé các bạn ha, không có gì khó đâu. Đó, thì nói chung là mình phải tập từ từ ha, khâu đắp bột tập đắp sao cho chuẩn, xong bắt đầu tới học cái khâu chạy máy, chạy sao cho nó đúng cách ha. Thì cái tay nó sẽ thon gọn và mướt đúng không? Đó, rất là đơn giản cực kỳ ha, các bạn chỉ cần cố gắng để ý ha, xem. Thì cái cách thức này mình cũng chia sẻ hồi lâu rồi á, nhưng đều có một số anh em thì mới vào kênh cũng không có biết đó. Nên mình sẽ lâu lâu mình sẽ chia sẻ lại cái cách thức đi cái đầu dũa nhé. Lâu lâu mình cũng sẽ chia là sẻ lại, mất công là những anh em mới vào anh em không có bắt kịp hoặc anh em không có biết cái cách thức á. Thấy không? Đó. Giờ nhìn cái tay nó thon gọn lại liền liền thấy không? Đó. Cách thức cũng tương tự nha các bạn ha. Thì nói chung là nếu các bạn mới quen có thể đi chậm chậm, còn mình dũa quen rồi thì mình sẽ đi nhanh nha các bạn. Đó, đây là cái cách thức mình đi nhanh ha.
Đi chậm đi nhanh đều được ha. Nếu các bạn nào mà quen tay thì có thể đi nhanh. Vì cách thức cũng tương tự như cách thức đi chậm, nhưng đều lúc mà mình đi nhanh vậy thì mình lướt qua nhiều hơn ha. Đó, thì mình làm đầy đủ step, nó hai bên hông và đầu mông đó. Thì các bạn á, làm quen rồi các bạn sẽ đẩy cái tốc độ lên thì các bạn sẽ làm bộ neo nó nhanh hơn đó ha. Đó, cái quan trọng là thì mình phải làm đúng cách thức. Còn khi mà mình làm chuẩn rồi mình sẽ làm nhanh hơn, đẩy tốc độ cao lên. Thì tự động mình sẽ làm một bộ full set nó nhanh hơn nha các bạn. À, nói chung là cách thức làm cũng có rồi ha. À, đồ sập lại mình xài thì mình cũng chia sẻ luôn rồi. Đó, thì tất cả những cái đồ sập lại mình ấy mình có để nơi cái phần comment nhé bạn. Các bạn chỉ cần vào cái phần comment là sẽ thấy cái link Amazon của mình ha. Các bạn chỉ việc vào đó và order thôi. Thì cố gắng ha, cố gắng order cho đúng đồ và xem video nhiều vào. Cố gắng luyện tập thay đổi cái cách thức làm hàng ngày của mình nữa ha. Thì các bạn sẽ làm ra được một những bộ nail nó chất lượng, tay thon thả gọn và chất lượng thì nó sẽ ok ha. Thì cái top coat nó có hai chai nha các bạn, chai ở trên á là chai nhỏ mình đang xài, và cái chai ở dưới là một cái chai bình lớn để mình refill nha. Đó, thì cái chai trên á là mình đang xài trong video này các bạn, còn cái bình lớn á, là các bạn mà thích á, các bạn thấy cái top coat này xài được á, thì các bạn có thể mua cái chai ở dưới ha. Cái chai ở dưới là một cái chai rất là bự để các bạn fill ha. Khi mà cái chai này các bạn xài hết, các bạn chỉ việc đổ cái bình lớn vào để xài thôi. Thì cái chai lớn này nó 40 đồng cũng rất là rẻ nhé. Thì nói chung là cái top coat này là mình đang xài nha các bạn, rất cực kỳ tốt nha. Đó, thì mình bạn nào mà chưa có một cái top coat ngon xài thì nên xài thử cái này ha. Đó, tại vì cái độ bóng của một cái nail nó cũng rất là quan trọng nha các bạn. Mình xài đúng top coat, những sản phẩm tốt thì cái tay nó ra nó sẽ mướt nha. Đó, rồi đây là cái finish nha các bạn có thể thấy không, xếp thẳng thốn thon gọn đúng không, Kiriko mỏng không có ú nha. Đó, Kiriko có một cái đồ lai nha, nó có một cái đồ sâu vào mỏng sạch sẽ. Đó, như vậy là mình coi như là đạt yêu cầu nha các bạn. Đó, đúng không? Đó, Kiriko báo sạch luôn ha, sạch tính luôn. Đó, thì nói chung là cách đắp bột và cách chạy máy nó rất là quan trọng nha các bạn. Đó, cố gắng xem video và thay đổi cái cách thức làm hàng ngày của mình nha, để có một cái tay nghề nó tiến bộ hơn ha. Thì video hôm nay đến đây là kết thúc nha mọi người. Thank you mọi người đã xem video hôm nay của mình ha. Hẹn mọi người vào một video kế tiếp nha. Rồi, bye mọi người.